Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Home. Và trong số ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình cô Vui. Công trình này thì sẽ có địa chỉ tại Ninh Bình. Về công ty Mốt Home của chúng tôi thì hiện tại chúng tôi sẽ chuyên về thiết kế, thi công trần gói. Bên cạnh đó có tư vấn phong thủy cũng như là cung cấp vật liệu xây dựng, đồ nội thất. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ cho Mốt Home để chúng tôi hỗ trợ và tư vấn. Các số hotline công ty gồm có 096-445-8888, 082-813-333, 092-40-99999. Nếu như quý vị lựa chọn Mốt Home làm đơn vị thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế. Bên cạnh đó thì Mốt Home sẽ chịu trách nhiệm để lo liệu các buổi như là động thổ khởi công nè, cũng như là sẽ có đội ngũ thanh tra tiến hành kiểm tra vào những giai đoạn quan trọng của quá trình thi công xây dựng, từ đó thì sẽ đảm bảo về tiến độ cũng như là chất lượng thi công xây dựng công trình. Những thông tin liên quan đến công ty, quý vị cứ việc truy cập vào trang web mohomtrip.vn, trang web thiết kế thi công trần gói .com, hoặc là quý vị có thể nhấn đăng ký cũng như bật chuông thông báo kênh Mốt Hôm, nhà đẹp Mốt Hôm để đón xem những video mới nhất một cách nhanh chóng. Trường hợp sử dụng Facebook thì đơn giản là quý vị gõ tìm kiếm công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mốt Hôm. Tại đây thì đa dạng các thông tin từ hình ảnh công trình thiết kế, công trình thi công, những video clip hoặc là có những chia sẻ, đánh giá, phản hồi của quý khách hàng tại đây. Với công trình của gia đình cô Vui thì đây là một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. Về phong cách kiến trúc thì sẽ là phong cách hiện đại, một trong những mẫu nhà mà chúng tôi nói vui rằng công trình quốc dân bởi vì được lòng rất là nhiều gia chủ ở khắp ba miền trên đất nước. Đây cũng là kiểu công trình mà chúng tôi đã thiết kế cũng như thi công xây dựng rất là nhiều trong suốt thời gian qua. Việc xác định phong cách thì thật sự rất là quan trọng quý vị. Đó là một trong những yếu tố bắt buộc đầu tiên chúng ta cần phải xác định rõ ràng. Từ đó chúng tôi sẽ đưa ra phương án thiết kế. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì chia ra cơ bản là có 3 phong cách: hiện đại, tân cổ cũng như là cổ điển. Mỗi phong cách thì sẽ có đặc trưng riêng và tất nhiên là chính vì vậy cho nên là nó sẽ phù hợp với từng sở thích riêng của mỗi nhóm khách hàng. Với phong cách kiến trúc hiện đại thì sẽ đơn giản, tinh tế, không cầu kỳ, cho nên nếu như mà quý vị yêu thích vẻ đẹp trẻ trung cá tính thì có thể tham khảo phong cách kiến trúc hiện đại. Còn đối với phong cách cổ điển thì nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều như là nguyên tắc tỷ lệ vàng, tính đối xứng, nhiều phào chỉ, phù điêu trang trí. Nói chung khi mà nhìn vào phong cách này thì chúng ta có cảm giác khá là cầu kỳ. Tiêu biểu nhất chính là những công trình lâu đài mà quý vị thường thấy. Còn phong cách kiến trúc tân cổ điển thì sẽ có sự dung hòa giữa nét đẹp hiện đại cũng như là các chi tiết trang trí. Nhìn vào công trình thì chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp hoài cổ, tuy nhiên nó sẽ không quá cầu kỳ. Về chi phí thì cùng một kích thước xây dựng cũng như là công năng, phong cách kiến trúc hiện đại sẽ có chi phí thấp nhất quý vị, cao nhất sẽ là phong cách kiến trúc cổ điển và ở mức tầm trung ở giữa thì sẽ là phong cách kiến trúc tân cổ điển. Với công trình này phải nói thiết kế rất là đẹp chỉnh chu, một phần là nhờ vào công trình này thì chủ đầu tư rất là có gu quý vị, cho nên là trong quá trình trao đổi đã đưa ra được những vấn đề để đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi có thể đưa ra được phương án thiết kế cuối cùng. Ở vị trí sảnh chính và sảnh phụ thì chúng ta thấy là được thiết kế có sự tương đồng với nhau. Đây cũng là điều bắt buộc để tạo nên sự thống nhất cho tổng thể ngoại thất của công trình. Để làm đẹp thì chúng tôi có sử dụng thêm một số chi tiết trang trí ốp lát, chẳng hạn như là gạch Việt Nhật nè. Tiếp theo đó sẽ là gỗ nhựa. Quý vị có thể cân nhắc chúng ta sử dụng ở một số vị trí tạo nên tính cá nhân hóa cho công trình. Về hệ thống cửa thì cửa chính sẽ là chất liệu của lim Nam Phi kết hợp với kính theo đúng với yêu cầu của gia đình. Những vị trí cửa còn lại thì đó sẽ là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Sự phân chia vị trí cửa như thế này là hợp lý cả về chất liệu nữa, bởi vì quý vị biết là nếu như mà tất cả cửa trong công trình chúng ta đều sử dụng là chất liệu gỗ tự nhiên thì có thể là công trình sẽ mang đến một cảm giác chúng ta thấy là hơi bị nặng nề, thậm chí là ngột ngạt nữa. Cho nên là việc kết hợp đan xen với nhôm hệ và kính như thế này tạo nên khoảng thoáng cho công trình, ánh sáng cũng sẽ được đón nhận một cách triệt để hơn. Phần chân đế ở công trình thì cao ráo nè quý vị, với tổng kích thước sẽ là 0,75m. Tại đây thì chúng tôi thiết kế bậc 5 cấp tượng trưng cho yếu tố ngũ hành trong một công trình. Bao giờ thì phần chân đế cũng như là bên ngoài của bồn hoa, chúng tôi sẽ sử dụng đá tự nhiên hoặc là gạch để ốp lát cho những vị trí này. Thứ nhất là để làm đẹp và thứ hai là cũng bảo vệ phần chân đế của công trình tốt hơn. Một điều lưu ý là bao giờ phần vị trí ở dưới cùng thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng gam màu đậm hơn quý vị.
Bởi vì như vậy thì nó sẽ cho chúng ta cảm giác là trọng tâm của công trình dồn đều về phía dưới, còn ngược lại bên dưới sẽ là gam màu sáng nhất, nhưng mà trên cùng sẽ là gam màu tối nhất, thì chúng ta sẽ có cảm giác là công trình hơi bị chênh vênh. Đây cũng là một lưu ý về vấn đề sử dụng màu sắc cho công trình mà quý vị có thể tham khảo. Ở một góc nhìn khác thưa quý vị, một góc nhìn xa hơn để chúng ta thấy được hệ thống cổng và tường rào. Với cổng và tường rào thì chúng tôi thiết kế rất là chắc chắn, kiên cố. Bên cạnh đó, về kích thước chiều cao của hệ thống cổng và tường rào cũng rất là quan trọng. Chúng ta sẽ cân đối dựa vào kích thước chiều cao chung của công trình và thường là cao khoảng 1,5m, cũng là kích thước phù hợp với phần lớn công trình dân dụng. Bởi vì nếu như mà quá thấp thì chắc chắn không đảm bảo được về vấn đề an ninh, còn quá cao thì sẽ mang đến cảm giác ngột ngạt và nó che mất đi vẻ đẹp của công trình chính. Một góc nhìn khác sẽ cho chúng ta thấy từ trên cao nhìn xuống cũng như là rõ hơn về vị trí của công trình so với khuôn viên khu đất. Quý vị thấy là các lớp mái đây lớn bé giao cắt với nhau rất là đẹp. Với công trình mái Nhật thì thường là chúng tôi sẽ tư vấn cho gia chủ đua mái như thế này. Bởi vì đã có phần nhọn lên trên rồi, chúng ta cần phải đua mái ra theo chiều ngang như thế này để tạo nên sự cân đối hài hòa về mặt tỷ lệ. Ở những vị trí mái đua thì có thể bố trí thêm đèn ngoại thất, giúp cho công trình trở nên lung linh hơn khi về đêm. Vị trí sân vườn, nếu như mà chúng ta có khoảng sân rộng rãi thì quý vị có thể trồng trọt thêm nhiều cây xanh che bóng mát, giảm đi tình trạng ngột ngạt của các bức tường bê tông. Những vị trí bồn hoa cũng là thiết kế cần thiết. Chúng ta có thể bố trí ôm dọc lấy phần chân đế của công trình hoặc là thiết kế ngay vị trí phân tầng như thế này, mang đến khoảng không gian cho việc trồng trọt thêm nhiều cây xanh, bông hoa, điểm tô màu sắc cho công trình. Tiếp đến là một số hình ảnh hiện trạng thực tế chúng tôi ghi lại khi về tận nơi gặp gỡ gia đình của cô Vui. Đây là khoảng đường di chuyển nào quý vị. Tiếp đến là công trình hiện trạng. Đây cũng là công trình mà gia đình gắn bó sinh sống nhiều năm. Và chúng tôi sẽ tiến hành phá dỡ khi thi công xây dựng công trình. Đây sẽ là vị trí từ trên nhìn xuống để quý vị thấy được khu đất. Ở phía trước sẽ có ao hồ nè. Tiếp theo là vị trí của công trình hiện trạng. Còn đây sẽ là đường giao thông. Tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng xem đến hồ sơ thiết kế cho thủ thi công của công trình. Một lần nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua mặt bằng hiện trạng. Tổng khu đất của gia đình là 990m2, cũng rất là rộng rãi. Đây là vị trí của ao cá nè. Tiếp đến là khu đất xây dựng ở đây. Công trình này thì được xây dựng ở vị trí cách đều ranh giới khu đất, cho nên là thuận tiện trong việc đua mái cũng như là có nơi rộng rãi cho việc di chuyển. Vị trí này thì chúng ta có thể làm gara xe hoặc là nơi vui chơi sinh hoạt của cả gia đình. Công trình của gia đình cô Vui thi công xây dựng về hướng nam. Hướng nam ở đây là sinh khí, phúc lộc vạn toàn, một hướng tốt. Chia sẻ với quý vị là mỗi hôm sẽ có đội ngũ phong thủy đồng hành cùng với quý khách hàng trong quá trình tư vấn thiết kế là cũng như là ứng dụng vấn đề phong thủy vào trong việc lựa chọn ngày giờ đồng thổ khởi công, với mục đích là chúng tôi mong muốn có thể mang đến cho gia đình một công trình nhiều may mắn và cát lành. Kích thước xây dựng của công trình, chiều ngang ở đây sẽ là 8,8m và chiều sâu là 12,1m. Diện tích sử dụng chúng tôi tính được cho hai mặt sàn sẽ là khoảng 184m2. Công năng thì ở tầng 1 sẽ gồm có khu vực phòng khách, phòng bếp ăn, có một phòng ngủ. Đây là phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Tiếp đến sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Trên tầng 2 thì quý vị thấy đây chính là khoảng ban công vui chơi nè, có thêm 3 phòng ngủ nữa. Hai khu vực cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung cũng như là khu vực giặt vôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem qua hình ảnh bốc máy 3D nội thất của công trình. Nhìn vào đây thì quý vị biết được ngay đâu là vị trí phòng khách, đâu là vị trí phòng bếp, phòng ăn, hay là vị trí giường ngủ thì sẽ đặt ở đâu, rồi các trang thiết bị trong khu vực nhà vệ sinh chẳng hạn. Tại đây thì chúng tôi cũng đã tính toán hết về vị trí cũng như là các trang thiết bị đồ nội thất có thể sử dụng trong từng khu vực chức năng sao cho phù hợp với tổng thể chung của công trình rồi. Tùy vào diện tích mà chúng ta cân nhắc để lựa chọn kích thước đồ nội thất sao cho tương xứng, không thể quá to cũng như không thể quá bé so với diện tích của căn phòng, và phải đảm bảo được là có những khoảng thông thoáng nhất định để chúng ta di chuyển. Đặc biệt là với vị trí khu vực bếp ăn nè quý vị, đây là nơi mà chúng ta thao tác nấu nướng rất là nhiều. Nếu như quá chật chội thì quá trình mà chúng ta nấu nướng chắc chắn sẽ rất là vất vả khó khăn, bởi vì chưa kể đây là nơi mà nhiệt độ dễ tăng cao nữa.
Tiếp theo, khu vực tắm và vệ sinh thì chúng tôi chia ra vị trí của toilet cũng như là vị trí của sân tắm đứng ngăn cách với nhau nhờ vào một cửa kính như thế này là hợp lý. Thường khu vực nhà vệ sinh là chúng tôi sẽ đẩy về cuối và đặt vào một góc như thế này. Quý vị thấy nó rất là riêng tư, chúng ta sử dụng cũng sẽ thoải mái hơn. Trên tầng 2 chủ yếu là không gian sinh hoạt riêng, vị trí giường ngủ hay là bàn làm việc, bàn trang điểm, tách đầu giường. Chúng tôi bố trí rất là chuẩn chỉnh rồi đó quý vị. Giường ngủ thì cần tránh việc hướng thẳng ra cửa sổ hay là cửa thông phòng. Đối với những khu vực mà chúng ta thấy là có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong, chẳng hạn như là phòng ngủ ở tầng 1, thì quý vị nên hạn chế việc đầu giường quay vào bức tường của khu vực nhà vệ sinh. Tiếp theo là ở trên tầng 2 thì khoảng ban công sân chơi đây, bên trên sẽ có một mái che nè. Tiếp đến là vị trí khu vực giặt phơi thì chúng tôi sẽ không xây tường bít kính. Đây cũng là một thông tin rất là quen thuộc rồi, bởi vì xây dựng như thế này thì sẽ giúp ánh sáng nè cũng như là gió lưu thông một cách tốt hơn, thì quần áo của chúng ta mới nhanh khô được. Quay trở lại với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, nội dung tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem qua chính là mặt bằng thi công xây dựng. Mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng riêng. Với những thông tin chúng tôi thể hiện tại đây, quý vị sẽ biết được kích thước của tường bao nè, vị trí của tường ngăn phòng, hay là chúng ta sẽ biết được chính xác vị trí ở các khu vực chức năng, các cấu kiện quan trọng trong công trình. Kích thước chiều ngang của cửa thì chúng tôi cũng đã thể hiện rất là cụ thể. Đây quý vị thấy là vị trí của cửa chính ở đây thì chiều ngang là 2,7m nè, hay là cửa đi tại sảnh phụ sẽ là 1,4m. Thông tin về riêng hệ thống cửa trong công trình thì chúng tôi còn có trình bày tại mặt bằng bố trí cửa, chúng ta sẽ cùng nhau xem ở những trang tiếp theo. Tiếp đến là mặt bằng xây dựng tầng áp mái. Đây sẽ là vị trí mà chúng tôi đặt vào tét nước và thái dương năng. Tiếp theo quý vị thấy là có một ô nhỏ, chúng tôi thiết kế chiều ra chính là ô lên thăm mái để có thể là bảo dưỡng phần thép bị keo. Về phương pháp thi công phần mái thì chúng ta có thể xem tại trang mặt cắt AA. Với công trình này thì chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông cốt thép ở cốt áp mái, hay chúng ta gọi là đổ sàn mái bằng, vì kèo sau đó lật ngói lên trên. Cũng tại mặt các AA này thì có thêm một thông tin nữa chúng tôi muốn chia sẻ, đó là đối với những khu vực như là ban công, khu vực nhà vệ sinh, khu vực tắm, khu vực sân ướt thì đó sẽ là nơi mà chúng ta cần phải hạ có sàn. Đặc điểm chung ở những khu vực này là nơi mà chúng ta thường xuyên sử dụng nước, còn đối với ban công là nơi mà nước mưa rất là dễ hắt vào, đặc biệt là vào mùa mưa quý vị sẽ thấy rất là rõ. Nếu như mà không hạ cốt thì nước ở những khu vực này rất là dễ tràn ngược vào bên trong, nó sẽ gây nên bất tiện cho quá trình chúng ta di chuyển, chưa kể là còn làm ảnh hưởng đến đồ nội thất, và việc mà chúng ta khắc phục vấn đề cũng sẽ rất là vất vả, tốn thời gian. Vậy nên là ngay từ đầu trong quá trình thiết kế thi công xây dựng, chúng ta cần phải tính toán đến vấn đề trên. Chiều cao của công trình thì quý vị cứ xem tại các trang mặt đứng trục, tổng cộng thì sẽ có 4 mặt đứng tương ứng với 4 mặt của công trình. Đây là mặt đứng trục CA, góc nhìn mà chúng ta thấy ở phía sau, đây là vị trí cửa hậu đó quý vị. Công trình này sẽ có chiều cao ở tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m và kích thước của mái là 2,85m. Nếu như mà tính từ phần sàn lên đến đỉnh mái ở trên thì kích thước sẽ là 10,35m. Kích thước chiều cao của công trình thì nó sẽ liên quan đến nhiều yếu tố, nhưng cái cơ bản nhiều nhất là nó quyết định đến tỷ lệ của công trình có đẹp hay là không, tính thẩm mỹ, thứ mà chúng ta nhìn vào thấy ngay được. Thế nên là chúng tôi cũng sẽ tính toán làm sao để đảm bảo được sự cân đối giữa các phần như là phần đế, phần thân với phần mái bên trên, giữa chiều ngang với chiều cao của công trình. Tiếp theo sẽ là mặt bằng trần đèn khu vực nhà vệ sinh cũng như là mặt cắt, vì đây là nơi mà chúng ta thường xuyên sử dụng nước, cho nên là những trang thiết bị có sử dụng bên trong, chẳng hạn như là đối với công tắc nổ cắm điện thì phải là những thiết kế chịu được nước, còn trần cũng vậy. Trần thì chúng tôi sẽ sử dụng trần thạch cao chịu ẩm, trần nhựa hoặc là đổ thêm một tấm đan bê tông cốt thép. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau xem đến về chi tiết của thang từ tầng 1 lên tầng 2. Cầu thang ở công trình này thì chúng tôi thiết kế tổng cộng là 25 bậc nè quý vị. Mỗi bậc thì sẽ có kích thước chiều cao là 15,6cm. Lan can của cầu thang thì dao động trong khoảng từ 85 cho đến 90cm sẽ là kích thước chuẩn để đảm bảo là quá trình mà chúng ta di chuyển lên xuống sẽ an toàn hơn, nhất là đối với những công trình có trẻ em hoặc là người lớn tuổi.
Ở vị trí cầu thang thì quý vị cũng có thể bố trí thêm đèn cho từng vế thang, hoặc là chúng ta bố trí thêm ở vị trí tường để cung cấp ánh sáng, làm đẹp nè, và giúp cho quá trình mà chúng ta di chuyển, đặc biệt là vào buổi tối, cũng sẽ an tâm hơn. Một thông tin nữa khi mà thi công cầu thang, quý vị cũng cần lưu ý là chúng ta tránh để ba bậc đầu tiên của cầu thang hướng thẳng ra vị trí cửa chính, sảnh chính. Đây là một thiết kế không đẹp về mặt thẩm mỹ và nó cũng không đáp ứng được về vấn đề phong thủy, quý vị. Bởi vì nếu như mà vừa bước vào bên trong một ngôi nhà mà chúng ta đã thấy ngay ba bậc của cầu thang thì cảm giác chắc chắn không thể nào đẹp được. Còn theo nhiều quan niệm về phong thủy, việc mà chúng ta thiết kế như vậy thì cũng sẽ mang đến những điều không may mắn cho cả gia đình. Tại trang số 37 là mặt bằng cửa ở tầng 1. Tại đây quý vị cứ thấy vị trí nào ký hiệu bắt đầu bằng chữ D như thế này chính là cửa đi, và những vị trí mà ký hiệu bắt đầu bằng chữ S thì đó chính là cửa sổ. Tại đây quý vị có thể biết được đầu tiên là vị trí từng cửa trong công trình, thứ hai là kích thước, và đây sẽ là kích thước tính cả khuôn bao. Cửa chính D1 thì sẽ có kích thước là 2700 nhân cho 2700 mm. Cửa đi tại sảnh phụ D2 kích thước là 1400 nhân cho 2700 mm. Tiếp theo, vị trí của cửa hậu thì sẽ có kích thước là 900 nhân cho 2700 mm. Trong một công trình mà chúng ta thấy là có lối cửa vào, có lối cửa ra, có chính, có phụ như thế này thì rất là tuyệt vời rồi. Nó sẽ là giải pháp về quá trình lưu thông không khí, đặc biệt là đón nhận ánh sáng tự nhiên, cho nên là bên trong của công trình chúng ta nhiều sinh khí, mang đến một cảm giác thoải mái. Bởi vì quý vị biết là nếu như mà sinh sống bên trong một môi trường mà quá là ngột ngạt và tối tăm thì lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý này cũng như là vấn đề sức khỏe của chúng ta nữa. Chưa kể là việc mà có đến 3 lối cửa như thế này sẽ giúp cho quá trình chúng ta di chuyển vào ra sẽ dễ dàng hơn. Chẳng hạn như chúng ta đang ở phía sau sân vườn đi, muốn bước vào bên trong thì chỉ việc đi qua cửa hậu thôi, không cần nhất thiết là phải vòng ra vị trí cửa chính hoặc là cửa đi tại sảnh phụ ở đây, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Đó là những thông tin có trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Tiếp đến là về hồ sơ kết cấu. Ở công trình này thì chúng tôi đưa ra giải pháp cho phần móng là móng băng bê tông cốt thép hai phương. Hình dáng của móng băng thì như quý vị thấy trên màn hình. Những thông tin tiếp theo thì chúng tôi sẽ trình bày lần lượt thông qua các mặt bằng như quý vị thấy trên màn hình. Việc xác định loại móng thì rất là quan trọng, bởi vì quý vị biết là phần kết cấu thì nó sẽ quyết định đến tính bền vững trong một công trình. Cho nên là chúng tôi sẽ có sự tính toán, cân nhắc dựa trên tính chất của nền đất cũng như là cả tải trọng của công trình nữa quý vị. Móng băng thì là thường sẽ sử dụng cho những công trình thi công trên nền đất tương đối ổn định và tải trọng công trình không quá lớn. Về hồ sơ điện nước thì mở đầu hồ sơ chúng tôi sẽ có bảng ký hiệu các thiết bị điện như thế này. Chẳng hạn như đây sẽ là ký hiệu của tủ điện tổng, ký hiệu của bảng điện tầng hay là ký hiệu của đèn đo lai âm trần nè. Và tiếp đến là đèn ốp trần D300 chẳng hạn, để quý vị có thể xem, nắm bắt được những thông tin chính xác cho những trang mặt bằng mà chúng tôi thể hiện bên dưới. Chẳng hạn với mặt bằng chiếu sáng thông gió thì quý vị sẽ biết được chính xác về vị trí cũng như là số lượng của các thiết bị chiếu sáng. Cơ bản là chúng tôi sẽ sử dụng đèn đo lai âm trần. Riêng từng khu vực chức năng thì sẽ có thêm các thiết bị đèn khác. Chẳng hạn như khu vực ăn uống nấu nướng cũng như là nơi tiếp khách thì sẽ có thêm quạt trần, đèn chùm. Hay là khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi sử dụng đèn ốp trần D220 móc hôm MHBV18. Số lượng đèn ở phòng ngủ thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc tính toán sao cho mang đến đầy đủ ánh sáng nè và vẫn đảm bảo sự dễ chịu thoải mái khi mà chúng ta nằm ngủ nghỉ sinh hoạt tại đây. Tương tự như vậy thì quý vị có thể xem cho những nội dung tiếp theo. Bên dưới là chúng tôi đều có các ký hiệu rất là chi tiết rõ ràng hết rồi, cho nên chúng ta sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đọc hiểu thông tin. Chẳng hạn như đây sẽ là mặt bằng bố trí ổ cắm Internet nè, quý vị biết được từng vị trí lắp đặt ổ cắm như thế nào. Tất nhiên là chúng tôi sẽ không tính toán bố trí một cách ngẫu nhiên được, mà phải có sự cân nhắc rất là nhiều. Chẳng hạn như là với khu vực phòng ngủ thì thường là chúng ta sẽ có nhu cầu trong việc sử dụng đèn đọc sách hoặc là sạc điện thoại, vậy nên là hai bên đầu giường chúng tôi có bố trí ổ cắm. Hoặc là đối với khu vực phòng bếp nơi ăn uống nấu nướng nè, thì chắc chắn là phải cần ổ cắm điện cho vị trí của bếp điện từ, quạt hút mùi, hoặc là chúng ta sử dụng cho tủ lạnh. Đây, từng vị trí là chúng tôi đã có chỉ định ra hết. Đơn vị thợ chỉ cần dựa vào đây thôi là có thể thực hiện theo những gì mà chúng tôi đã thiết kế. Tất cả đường dây điện cũng như là ống nước thì đều sẽ thi công âm tường, âm trần hoặc là âm sàn để đảm bảo tính thẩm mỹ,
cho nên là cần có hồ sơ ngay từ đầu để việc thi công dễ dàng hơn, đảm bảo hiệu quả cao. Vậy là ngày hôm nay chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị một công trình mái Nhật 2 tầng phong cách kiến trúc hiện đại của gia đình Cô Vui có địa chỉ tại Ninh Bình. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi đã mang đến cho quý vị một vài những thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những ai đang có dự định là sẽ thi công, thiết kế xây dựng công trình trong tương lai. Quý vị có nhu cầu thiết kế thi công hoặc là có những thắc mắc cần được hỗ trợ tư vấn, có thể liên hệ cho Mốt Home qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình 0964458888, 0828133333, 0924099999. Quý vị có thể liên hệ bằng cách là nhắn tin gọi điện hoặc là liên hệ qua Zalo. Những thông tin mới nhất về công ty, các chính sách, quy trình làm việc, chương trình ưu đãi khuyến mãi thì chúng tôi sẽ có liên tục cập nhật mới mỗi ngày tại các nền tảng như là trang web mohomegroup.vn, trang web thiết kế thi công trọng gói.com, kênh YouTube Mohome, nhà đẹp Mohome và trang fanpage công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Mohome. Văn phòng làm việc của chúng tôi thì hiện tại đặt ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột và tại Cần Thơ. Hy vọng là quý vị có thể dành thời gian đến để trao đổi làm việc với đội ngũ kiến trúc sư cũng như là trực tiếp tham quan nơi làm việc và tham quan showroom vật liệu của chúng tôi. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã quan tâm dành thời gian theo dõi đến cuối video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.